Vâng, kính chào quý vị và các bạn. Tôi đang ở thác Cô Tiên, một xã Triềng Khoa của huyện Vân Hồ. Và hôm nay đây là một thác mới được đưa vào khai thác làm điểm du lịch của huyện Vân Hồ. Trước đây thì huyện Vân Hồ thuộc về huyện Mộc Châu, hôm nay thì đã tách sang một huyện mới gọi là huyện Vân Hồ. Quý vị và các bạn, là hôm nay chúng ta cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thác Cô Tiên, hay còn gọi là thác Triềng Khoa. Đây là một cái thác nước rất là trong, đường đi thì hơi khá được, vậy con cá kìa, con cá tự nhiên, cá trong, nước trong, nước trong như là ấy, như là không như là kính, không nhìn thấy một cái gợn nào. Được mọi người xếp đá mình đường đi lên thác. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì tôi đang ở trên đỉnh thác của thác Làng Tiên thuộc xã Triềng Khoa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Và về mùa này thì nước chưa có nhiều lắm nhưng mà cũng rất là đẹp. Quý vị và các bạn, nếu hết dịch Covid thì nếu có tham quan thì hãy đến khu du lịch mới, cái điểm mới được nâng cấp cải tạo tại khu vực Triềng Khoa thuộc huyện Vân Hồ. Vâng, chúc quý vị và các bạn một chuyến đi thật là vui vẻ và hạnh phúc.